ngày 30 tháng 4 năm 1975, mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong chiến thắng vẻ vang đó, cùng bao máu xương, công sức, hy sinh của quân và dân cả nước, sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè quốc tế, còn có những chiến công thầm lặng của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, trong đó có những nhà báo, chiến sĩ, báo quân đội nhân dân. Họ, những chiến sĩ cầm bút, đã cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp, thậm chí cả xương máu của mình, theo sát những đoàn quân ra trận để đưa những thông tin, hình ảnh chân thực về cuộc chiến, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho cuộc kháng chiến của cả dân tộc. Hôm nay, những nhà báo, chiến sĩ năm xưa lại có dịp hội ngộ trong một không gian đặc biệt tại phòng truyền thống của Báo Quân đội Nhân dân. Dù đã được hẹn trước, nhưng nhiều người trong số họ đã không đến được vì sức khỏe không cho phép. Ngắm nhìn những kỷ vật, hình ảnh, đọc lại những đứa con tinh thần của mình đã gắn bó trong những năm tháng hành quân ra trận, ký ức năm xưa lại ùa về. Báo Quân đội Nhân dân thì luôn luôn bám sát các bước chân của bộ đội, bám sát các chiến trường, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Năm nào, thời gian nào, chiến dịch nào lớn đều có báo quân đội, phóng viên báo quân đội đi cùng. Từ mùa xuân Mậu Thân năm 1968, tổng tấn công Mậu Thân 1968, thì ta có người ở ngay Sài Gòn như ông Phạm Phú Bằng. Những năm sau có những người vào Củ Chi như bác Trần Cọc. Năm 1973-74 thì ngay cả phó tổng biên tập là đồng chí Trần Công Minh cũng đã vào khu Nam và Tây Nguyên. Chiếc máy ảnh Yorkie 4 này đã được phóng viên Đoàn Công Tính sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Còn đây là những tác phẩm của ông: Chiếm căn cứ Đầu Màu, Trên đường hành quân, Nụ cười thành cổ, cùng nhiều bức ảnh khác ghi lại các sự kiện phản ánh hiện thực sinh động trên chiến trường và tinh thần chiến đấu của bộ đội. Dù không thấy được người chụp, nhưng bạn đọc vẫn có thể nhận thấy sự dấn thân vào cuộc chiến để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của người phóng viên chiến trường. Bức ảnh Chiếm căn cứ Đầu Màu sau này đã đoạt huy chương vàng của Tổ chức Quốc tế các nhà báo OIG. Nhà báo Nguyễn Thanh đã vào chiến trường từ năm 1969, và sau đó, ông có mặt trên nhiều mặt trận khác cho đến ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Ông là tác giả của 30 kỳ ký sự Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cùng nhiều tin bài khác. Ông cũng chính là đồng tác giả kịch bản của bộ phim truyện Biệt động Sài Gòn. Không thể không đi được. Tôi nên tôi nói là tại sao đơn vị người ta viết máu để đi chiến trường, viết đơn bằng máu đi chiến trường, mà lính chiến sĩ như thế. Thế mình là cái kênh làm bút, là chiến sĩ cầm bút, bây giờ là không biết sợ nữa. Phóng viên chiến trường lúc đó thường chỉ được trang bị một máy ảnh loại trung bình, phụ kiện rất hạn chế, phim thiếu, điều kiện tác nghiệp nguy hiểm, khó khăn. Vì vậy, để có những bài báo hay, bức ảnh đẹp, phụ thuộc chủ yếu vào sự nhạy bén, sắc sảo, kinh nghiệm tác nghiệp của phóng viên. Mang cả thuốc ảnh đi. Cái thuốc ảnh này, cái pha đùm nhúm vào này để tự phim, phim phải tự vâng. Tác nghiệp phim mang một thời gian là phim tất cả là nó quá đắt đi. Khi chụp lúc đắt nó phim MP đi toàn là MP55, nó chỉ có 20 đi thôi. Thế cứ đi độ 3 tháng rồi này, thì có khi nó cái 20 đi nó xuống còn có khi còn 15 đi. Thì lúc ấy được cái lúc ấy là hoàn toàn cái người do cái trình độ của anh phóng viên để mà anh đoán xem cái phim ấy nó còn được độ bao nhiêu pin để anh đặt sáng cho nó đúng sáng, chứ không thì có khi nó lại không thì nó rất là thừa sáng, nó đen kịt lại, thế nó thiếu sáng, nó trong veo đi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với các cơ quan báo chí khác, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Quân đội Nhân dân đã chỉ đạo chuyển hướng kịp thời công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu của tình hình đất nước có chiến tranh. Từ chỗ chỉ xuất bản một tuần 3 số, đến năm 1967, Báo Quân đội Nhân dân đã phát hành một tuần 7 số. Các nhà báo chiến sĩ đã bám sát các mặt trận, hòa mình trong cuộc sống, chiến đấu, lao động gian khổ, hào hùng của quân và dân ta.
Những chiến công vang dội được phản ánh bằng các thể loại tin tức, phóng sự, ký sự, xã luận, thơ, họa trên các trang báo Quân đội Nhân dân đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cuộc kháng chiến của cả dân tộc. Đặc biệt đầu năm 1975, dự cảm về một trận đánh lớn, báo Quân đội Nhân dân đã cử một lực lượng lớn vào chiến trường. Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước đã trực tiếp cùng 3 phóng viên vào chiến trường Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Kết quả là sau 1 tháng, 13 kỳ phóng sự từ núi Bà Đen đến thành cổ Quảng Trị đã ra đời. Tập ký sự là bức tranh sinh động về đời sống, chiến đấu của quân và dân ta trong khí thế tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Tôi tháng 3 đi thử các tỉnh đồng bằng của miền Trung. Thế là tôi chụp được rất nhiều thứ. Mỗi ngày tôi chụp một thứ để có cái gì mỗi tỉnh tôi chụp cho nó đa dạng. Thì đi theo cái quân miền Trung không ngờ rằng thế là nó lại địch nó hoang mang rộng rãi như thế. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, khi đó là phóng viên đầu tiên của báo Quân đội Nhân dân có mặt tại Dinh Độc Lập. 45 năm qua, ký ức về ngày giải phóng vẫn còn vẹn nguyên trong ông. Qua bước qua cổng Dinh Độc Lập, cái hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là gì? Các xe tăng của ta. Này. Có được 6-7 chiếc. Vẫn còn được chĩa súng vào sát mặt dinh. Tôi ở đấy chụp ảnh này, rồi hỏi chuyện anh em cán bộ chiến sĩ về cái chuyện chặng đường tác chiến vừa qua của anh em diễn ra như thế nào. Hỏi những cái cảm xúc của anh em. Họ cũng thế mà mình cũng thế. Tất cả gặp nhau có một cái gì đó bàng hoàng, có một cái gì đó ngỡ ngàng, không tin. Tin đấy thật, mắt thật đi rồi. Tin đấy mà không tin đấy. Nó vừa cái cảm giác như trong mơ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, báo Quân đội Nhân dân có 5 nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. 2 nhà báo trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 45 mùa xuân đã qua, dù tiếp tục làm báo, rồi nghỉ công tác hay vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, thì tấm gương lao động và cống hiến không ngừng nghỉ, tinh thần dấn thân, dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc của những nhà báo chiến sĩ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ làm báo hôm nay noi theo. Họ đã góp phần không nhỏ làm nên truyền thống vẻ vang 70 năm của tờ báo hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, những nhà báo chiến sĩ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, phản ánh đa dạng, thông tin nhiều chiều từ thực tiễn sinh động, phong phú của đời sống xã hội và hoạt động quân sự quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tờ báo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.